Trong thời đại mà trí tuệ nguyên thủy đã bị chôn vùi qua nhiều năm thực hành những nghi lễ, khi những trò chơi trở thành cuộc chiến và chiến tranh đã được xem như trò chơi, một cô bé đã được tìm thấy trong trạng thái thiền định sâu tại một ngôi làng cổ ở miền nam Ấn Độ có tên là Ravi Shankar. Cậu nói rằng, tôi có gia đình ở khắp mọi nơi, mọi người đang chờ đợi tôi. Cậu đã làm các giáo viên của mình ngạc nhiên khi đọc kinh Bhagavad Gita lúc 4 tuổi. Với nền giáo dục từ văn học Vệ Đà, vật lý cùng những kiến thức sâu sắc và uyên thâm về thế giới tâm linh, cậu bé đó giờ đã trở thành một trong những nhà hiền trí tiêu biểu nhất của thế giới đương đại. Trong suốt cuộc đời mình, thầy đã hồi sinh các triết lý và tạo ra các công cụ, kỹ thuật để từ đó mang lại cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Năm 1981, tổ chức The Art of Living được thành lập bởi Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Với sự chăm sóc và đóng góp của thầy, The Art of Living đã phát triển nhanh chóng tới hơn 156 quốc gia và đã kết nối hơn 450 triệu người trên thế giới. Ngày nay, càng có nhiều người đi tìm sự bình yên từ bên trong. Ngài có đồng ý không? Đồng ý. Một trong những món quà độc đáo nhất của Gurudev dành cho thế giới là Sudarshan Kriya, một kỹ thuật thở mạnh mẽ tăng cường sức mạnh thể chất, tinh thần, cải thiện cảm xúc và các mối quan hệ xã hội. Thầy đã thiết kế 57 khóa học đặc biệt dành để phát triển bản thân và đáp ứng nhu cầu của rất nhiều tổ chức trong xã hội. Trước đó, Gurudev bắt đầu các dự án phục vụ của The Art of Living với việc nhận trách nhiệm khôi phục một ngôi trường bị ngừng hoạt động vì không có kinh phí. Ngày nay, ý định ban đầu của thầy đã phát triển với hơn 618 trường học miễn phí về giáo dục và thực phẩm, đến hơn 80.000 trẻ em ở các vùng nông thôn và dân tộc thiểu số của Ấn Độ. Từ nhỏ, Gurudev đã có niềm tin to lớn vào nguyên tắc phi bạo lực. Khi thế giới với bạo lực và xung đột leo thang, Gurudev đã mang lại hòa bình trong những tình huống mà chiến tranh dường như là giải pháp duy nhất. Hàng ngàn binh lính vũ trang ở vùng Đông Bắc và các khu vực khác của Ấn Độ đã hạ vũ khí xuống và chọn thiền định. Đời tôi đã rẽ sang một hướng mới nhờ có thầy. Chúng tôi đã không giành chiến thắng khi giao tranh bằng vũ lực. Chúng tôi nhận ra rằng vũ khí không mang lại độc lập cho dân tộc mình. Nỗ lực của thầy bao gồm chấm dứt cuộc xung đột gay gắt 52 năm giữa FARC và chính phủ Colombia. Chúng tôi hy vọng rằng người dân Colombia của chúng tôi có thể sớm chấp nhận nguyên tắc không bạo lực của Gandhi. Chúng tôi đồng ý với Ngài Shankar. Gurudev đã đến thăm Iraq nhiều lần và đưa ra giải pháp trong hội nghị hòa bình nhằm đạt được thỏa thuận ngừng chiến cho người dân. Thầy đã chủ trì hàng loạt cuộc họp giữa Jammu và Kashmir, làm tăng cường sự tin tưởng và giúp các bên liên quan nói ra ý kiến của họ trong nỗ lực khôi phục hòa bình trong khu vực. Tôi tên là Mohammed, nhưng sau khi đi lính, tôi được gọi là Khalid. Chúng tôi được huấn luyện sử dụng súng từ nhỏ và tiếp tục huấn luyện cho các thanh niên khác sau các khóa học của The Art of Living và gặp Sri Sri. Chúng tôi nhận ra rằng mình đã chọn sai con đường. Bây giờ chúng tôi muốn lan tỏa tình yêu và tính không bạo lực ở Kashmir. Các khóa học của Gurudev đã có tác động tích cực đến nhiều người liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới, làm cho thầy trở thành một đại sứ hòa bình toàn cầu. Hôm nay chúng ta tập trung tại nơi đây là nhờ phước lành của người thầy từ bi và tràn đầy yêu thương. Thầy Gurudev đã tin tưởng mạnh mẽ rằng bên trong mỗi tội nhân là một nạn nhân đang kêu cứu. Khóa học dành cho các tù nhân của The Art of Living đã giúp các tù nhân cải tạo tốt và đã tiếp cận tới hơn 800.000 tù nhân trên toàn thế giới và mang lại sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống của họ. Tôi đã từng rất thích đánh nhau, nhưng kể từ khi tham gia khóa học này, tôi đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Bây giờ tôi có thể tránh xa các cuộc xung đột. Tôi không nghĩ bất kỳ con người nào là hoàn toàn xấu. Nếu có xấu thì chỉ là do nhận thức, cư xử và hành động. Nhưng ai cũng có mặt tốt. Tôi chỉ thấy điều đó. Dự án Mừng Người Lính Trở Về của The Art of Living đã chuyển hóa cuộc sống
và giúp các cựu chiến binh thoát khỏi sự hiếu chiến và trầm cảm. 94% cựu chiến binh từng mang những vết thương vô hình của chiến tranh đã thông báo hiệu quả tĩnh tâm và giảm căng thẳng lo lắng. Chương trình này có lẽ đã giúp tôi nhiều hơn bất cứ điều gì, bạn biết không? Vì nó đã cho tôi gặp lại chính bản thân mình. Nó mang lại sự phong phú trong cuộc sống của tôi, một chất lượng cuộc sống mà tôi đã không có trong thời gian dài. The Art of Living cũng đã và đang thực hiện nhiều hoạt động để cải thiện môi trường. Hơn 40 con sông và hàng ngàn kênh ngòi ở Ấn Độ đã được hồi sinh. Nông trại của chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ nguồn nước được đưa đến. 2-3 năm rồi không có mưa và nước. Bây giờ có rất là nhiều nước, nông dân chúng tôi rất vui. Toàn tỉnh Maharashtra hồi sinh nhờ dự án khai thông dòng nước. The Art of Living đã thực hiện một công việc thật phi thường dưới sự hướng dẫn của thầy Gurudev. Tôi thật sự rất biết ơn thầy vì việc làm này. Làm sạch hơn 100.000 điểm vệ sinh công cộng. Trồng hơn 81 triệu cây xanh ở 36 quốc gia. Hơn 2,2 triệu nông dân đã được định hướng áp dụng canh tác hữu cơ cho đến ngày nay. Thầy Gurudev thành lập Quỹ Phát triển Nông thôn Sri Sri để phát triển nông thôn ở Ấn Độ. Các tình nguyện viên đã xây dựng hàng ngàn ngôi làng kiểu mẫu khắp Ấn Độ và mang năng lượng mặt trời cho hơn 90.000 người trong dự án thắp sáng nhà cửa ở Ấn Độ. Mạng lưới tình nguyện viên toàn cầu rộng lớn của thầy Gurudev rất nổi tiếng trong việc cứu trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tổn thương và thảm họa trên toàn thế giới. Trong một thế giới bị chia cắt với nhiều tôn giáo, sắc tộc, quốc gia, văn hóa khác nhau, tầm nhìn của thầy Gurudev là xem cả thế giới như một gia đình. Gurudev đã truyền cảm hứng cho nhiều kỷ lục Guinness như lễ hội văn hóa thế giới. Lễ hội đã quy tụ hơn 3,75 triệu người từ 155 quốc gia trên thế giới với những màn trình diễn ngoạn mục trên một sân khấu khổng lồ 7 mẫu Anh, tương đương với 6 sân bóng đá cùng với 36.602 vũ công và nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới nhằm tôn vinh sự đa dạng của tất cả các tín ngưỡng và văn hóa. The Art of Living đã tổ chức các sự kiện lịch sử nhiều lần, được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới. Nếu các bạn có một trí tuệ của một nhà khoa học và năng lực tâm linh như Ngài Sri Sri Ravi Shankarji ở đây, thì chúng ta sẽ có một thế giới tươi đẹp, hạnh phúc và thịnh vượng. Một tổ chức, một cuộc họp mà không một chính trị gia nào trên trái đất có thể mơ tới. 25 năm qua, The Art of Living đã thực hiện các chương trình thúc đẩy hòa bình, chống lại bạo lực và nghiện hút, mang lại sự thay đổi tích cực cho thế hệ trẻ ở Mỹ. Sự hưởng ứng đông đảo dành cho tổ chức trên toàn thế giới thật sự rất đáng ngạc nhiên. Không phân biệt tôn giáo, văn hóa và quốc gia nào là một điều thật sự rất khó thực hiện trong thế giới ngày nay. Gurudev đã được trao tặng nhiều giải thưởng trên toàn cầu, bao gồm giải thưởng công dân cao quý của Colombia, Mông Cổ và Paraguay, giải thưởng Padma Vibhushan, công dân cao quý nhất của Ấn Độ, và 18 bằng tiến sĩ danh dự trên toàn cầu. Thầy đã đoàn kết mọi người với thông điệp phổ quát và đơn giản rằng tình yêu và trí tuệ có thể chiến thắng thù hận và đau khổ. Thời gian đã đưa định mệnh của hàng triệu người đến với thầy để khám phá chính mình. Tôi đã luôn nghĩ rằng tâm linh rất quan trọng và thậm chí còn quan trọng hơn khi hôm nay chúng ta thật sự được kết nối sâu sắc với chính mình. Gurudev đã mang lại sự thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của con người. Tầm nhìn của thầy đối với thế giới là nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mọi người và tạo ra một xã hội không căng thẳng, không bạo lực, tiếng nói của hòa bình, của sự thật, nên được nghe to và rõ ràng.